tôi xin hát về người chiến sĩ khoác trên mình màu áo trắng bờ đủ. Cho tôi hát về người con đất Việt mang trong tim một sứ mệnh. Ngã thương cho đời không phải sắc đẹp dịu dàng tựa nét tinh khôi tòa ngã thương y đức một đời có trái tim hồng tâm hồn rất thanh cao đối diện hiểm nguy giữa bùa vây dịch bệnh. Tôi xin hát về người chiến sĩ khoác trên mình màu áo trắng bờ lụa. Cho tôi hát về người con đất Việt mang trong tim một sứ mệnh thiêng liêng. Cho tôi hát về tình người y đức đã bao đêm nhớ tiếng con thơ, nhớ người thương, nhớ vòng tay ấm, hẹn ngày về khi dịch bệnh xua tan. Sắc đẹp dịu dàng tựa nét tinh khôi tòa ngã thương y đức một đời có trái tim hồng tâm hồn rất thanh cao đối diện hiểm nguy giữa bùa vây dịch bệnh. Tôi xin hát về người chiến sĩ khoác trên mình màu áo trắng bờ lũ. Cho tôi hát về người con đất Việt mang trong tim một sứ mệnh thiêng liêng. Cho tôi hát về tình người y đức đã bao đêm nhớ tiếng con thơ, nhớ người thương, nhớ vòng tay ấm, hẹn ngày về khi dịch bệnh xua tan. Cho tôi hát lời bài ca hạnh phúc xin cảm ơn người chiến sĩ ngành y những ngọn đuốc tiên phong chống dịch những bông hoa nở giữa cuộc đời những ngọn đuốc tiên phong chống dịch những bông hoa nở giữa. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ gửi thư biểu dương đánh giá cao những công hiến, nỗ lực không mệt mỏi, tận tâm, tận lực của đội ngũ cán bộ y tế phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua. Thị xã Nghi Sơn tạm dừng hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Giáo dục kỹ năng sống, Tư vấn du học để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cách đeo khẩu trang phát huy tối đa hiệu quả trong phòng chống dịch. Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng gửi thư khen những chiến sĩ áo trắng tuyến đầu chống dịch. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
vừa gửi thư biểu dương, đánh giá cao những công hiến, nỗ lực không mệt mỏi, tận tâm tận lực của đội ngũ cán bộ y tế chống dịch COVID-19 thời gian qua. Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung thư của Thủ tướng. Thân ái gửi các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành y tế. COVID-19 là đại dịch đặc biệt nguy hiểm với tốc độ lây lan nhanh, diễn biến khó lường, đã và đang gây ra cuộc khủng hoảng y tế và những hậu quả về kinh tế xã hội rất nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu, tác động mạnh đến hầu hết mọi mặt đời sống xã hội của nước ta. Đợt dịch bùng phát ở nước ta từ cuối tháng 4 năm 2021 đến nay với những biến chủng mới có tốc độ lây nhiễm nhanh hơn, mạnh hơn, khó kiểm soát và nguy hiểm hơn đã xuất hiện ở nhiều địa phương. Phát huy những bài học kinh nghiệm chống dịch trước đây cùng với những biện pháp phù hợp, sáng tạo, kịp thời của các cấp lãnh đạo, của toàn dân, toàn quân, đến nay chúng ta vẫn cơ bản kiểm soát được tình hình. Kinh tế xã hội tiếp tục phát triển. Đặc biệt, chúng ta đã tổ chức thành công rất tốt đẹp và an toàn ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với 99,57% cử tri cả nước tham gia bầu cử trong điều kiện phải tiến hành đồng thời việc đẩy mạnh chống dịch COVID-19. Có được những kết quả đó là nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời, quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch nước, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, sự nỗ lực vượt khó, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của nhân dân cả nước, sự vào cuộc chủ động, tích cực của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, trong đó có sự công hiến, hy sinh, lăn xả quên mình của các lực lượng tuyến đầu chống dịch, như quân đội, công an, ngoại giao, giao thông vận tải, các tình nguyện viên, đặc biệt là đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, nhân viên y tế, một lực lượng tiên phong xông pha trên mặt trận chống dịch. Chúng ta không thể nào quên những hình ảnh cảm động của những bác sĩ, nhân viên y tế phải gác lại mọi riêng tư, chấp nhận những hy sinh cá nhân, tận tình chu đáo chăm sóc người bệnh, hay những khoảnh khắc, hành động cao đẹp lay động lòng người của những chiến sĩ áo trắng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của mùa hè oi nóng, dù đã kiệt sức nhưng quyết bám trụ chiến đấu với dịch bệnh, tất cả vì sức khỏe của nhân dân, của cộng đồng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những công hiến, nỗ lực không mệt mỏi, tận tâm tận lực, không quản ngại vất vả, gian nan và hiểm nguy của đội ngũ cán bộ y tế chống dịch thời gian qua. Chiến trường nào cũng gian khổ, trận chiến nào cũng có những mất mát hy sinh. Các anh, các chị và các bạn thực sự là những chiến sĩ áo trắng đang dấn thân thực hiện sứ mệnh cao cả của mình, như lời dạy của Bác Hồ kính yêu, lương y phải như từ mẫu, thương yêu săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. Trước tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp, luôn thường trực nguy cơ bùng phát bất cứ lúc nào, đe dọa thành quả phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội của chúng ta. Tôi tin tưởng rằng toàn thể thầy thuốc, cán bộ, nhân viên y tế trên toàn quốc, cùng nhân dân cả nước và các lực lượng chức năng sẽ phát huy tinh thần, khí thế và những kinh nghiệm quý báu trong thời gian qua, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả hơn và sự hy sinh có thể phải nhiều hơn nữa để cùng cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh. Thân ái, chúc các thầy thuốc của nhân dân và đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả của mình, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước. Thân ái, Phạm Minh Chính. Công văn của Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn về việc thực hiện công điện số 14/CDUBND ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Thực hiện công điện số 680/CDTTG ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn COVID trong các khu công nghiệp, công điện khẩn số 14/CDUBND ngày 26 tháng 5 năm 2021 về việc tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã, yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã, thủ trưởng các cơ quan ban ngành đoàn thể cấp thị xã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả một số nội dung sau đây. 1. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn thể nhân dân, tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và sự chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, thị ủy và ủy ban nhân dân thị xã. 2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tại công điện khẩn số 13 CDUBNC ngày 20 tháng 5 năm 2021, thông báo số 141 TBUBNC ngày 21 tháng 5 năm 2021, công văn số 1971 CVBCD ngày 23 tháng 5 năm 2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh về việc triển khai quyết liệt công tác phòng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh đã có ca bệnh trong cộng đồng tại địa phương. Công văn số 286 CVTU ngày 23 tháng 5 năm 2021 của Ban Thường vụ Thị ủy thị xã Nghi Sơn. Công văn số 1884 UBNC IT ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã. Thực hiện chặt chẽ, quyết liệt, triệt để và linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng tới sức khỏe của nhân dân, đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Riêng đối với việc giám sát, quản lý, người trong thị xã đi đến các tỉnh, thành phố và người từ các tỉnh, thành phố khác đến trở về địa phương, yêu cầu tổ chức thực hiện như sau. 2.1. Tiếp tục rà soát triệt để thống kê báo cáo tất cả những người địa phương đang học tập, sinh sống, làm việc, du lịch, khám chữa bệnh, thăm thân ở các tỉnh, thành phố khác và ở nước ngoài, theo công văn số 1971 ngày 23 tháng 5 năm 2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và công văn số 1884 ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, bảo đảm chủ động giám sát theo dõi từ xa để tất cả những người ở các tỉnh, thành phố khác khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định ngay sau khi đến trở về địa phương. 2.2. Tất cả những người có liên quan đến các ổ dịch, địa điểm, mốc dịch tễ theo thông báo của Bộ Y tế phải được cách ly tập trung tối thiểu 21 ngày và thực hiện xét nghiệm theo quy định. 2.3. Tất cả những người đến, trở về từ các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, kể cả không liên quan đến các ổ dịch, phải thực hiện cách ly tại nhà tối thiểu 14 ngày dưới sự kiểm soát, giám sát của tổ giám sát cộng đồng và được điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm theo chỉ định của cơ quan y tế. 2.4. Khuyến cáo và đề nghị tất cả những người đến và trở về địa phương từ các tỉnh, thành phố khác, kể cả không liên quan tới các ổ dịch, phải thực hiện ngay việc khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong thời gian tối thiểu là 2 ngày, kể từ ngày trở về địa phương. Tự rà soát lịch trình đi lại sinh hoạt của mình nếu có liên quan đến các thời điểm mốc dịch tễ, phương tiện di chuyển, theo thông báo của Bộ Y tế, cơ quan có thẩm quyền phải liên hệ ngay với cơ quan y tế địa phương, khai báo y tế bổ sung để triển khai các biện pháp phòng chống dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng. 2.5. Đối với những người đi lại công tác, làm việc, khám chữa bệnh, học tập, thăm thân đến các tỉnh, thành phố có dịch khác, yêu cầu khi đi phải được sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, trực tiếp quản lý hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú. Người đi phải có kế hoạch, lịch trình, thời gian công tác, làm việc, điểm đi đến cụ thể, thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, hạn chế tiếp xúc đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, thực hiện khai báo y tế tại các điểm đi đến và ngay sau khi trở về cơ quan đơn vị địa phương. Nếu không đi đến các điểm mốc dịch tễ theo thông báo của Bộ Y tế thì có thể không cần áp dụng các biện pháp cách ly, nhưng phải tự theo dõi sức khỏe và thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất khi có các biểu hiện của bệnh đường hô hấp như ho, sốt, tức ngực và khó thở. 2.6. Người tham gia các hoạt động vận tải hàng hóa đến và đi từ các điểm vùng đang phong tỏa, cách ly y tế phải có kế hoạch được Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh phê duyệt, đồng thời phải thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm soát lây nhiễm, bảo đảm an toàn theo quy định. 2.7. Đối với
cán bộ y tế và các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch có trang bị các trang thiết bị phòng hộ theo quy định thì không phải thực hiện các biện pháp cách ly, trừ các trường hợp đặc biệt theo chỉ định của cơ quan y tế. 2.8. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch nêu trên trong cơ quan, đơn vị, phạm vi quản lý. 3. Yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị, bao gồm cả các công ty, nhà máy, xí nghiệp, bệnh viện, trường học, sân bay, bến xe, nhà ga phải có kế hoạch phương án phòng chống dịch khả thi, thường xuyên cập nhật phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh, chủ động đảm bảo các điều kiện về nhân lực, phương tiện, vật tư, trang thiết bị cần thiết cho công tác phòng chống dịch tại cơ quan, đơn vị, theo phương châm 4 tại chỗ, đồng thời tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau đây. Tổ chức tự đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đối với các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, phải thường xuyên tự đánh giá mức độ an toàn theo quyết định số 2194/QĐ-BCD-QG ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc ban hành hướng dẫn phòng chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động. Thường xuyên và định kỳ, tối thiểu hàng tuần rà soát khắc phục các tiêu chí chưa đạt, cập nhật lên bản đồ an toàn COVID-19 theo quy định. Bố trí đủ các điều kiện và chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã, thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên, làm xét nghiệm sàng lọc định kỳ cho người lao động, nhất là các nhóm có nguy cơ cao tại cơ quan đơn vị. Thành lập các tổ tự quản lý COVID của cơ quan đơn vị để tổ chức thực hiện các biện pháp phát hiện, hạn chế nguy cơ lây nhiễm và phòng chống dịch tại cơ quan đơn vị, hoàn thành trước ngày 3 tháng 6 năm 2021, đảm bảo tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và những người liên quan, người cung cấp, vận chuyển vật tư hàng hóa, xuất ăn, thực hiện khai báo y tế bắt buộc hàng ngày trước khi đến và rời nơi làm việc, khuyến khích khai báo bằng hình thức quét mã QR code, xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo không trung thực. Tất cả các cơ quan đơn vị phải nắm vững danh sách và thường xuyên cập nhật số điện thoại, nơi cư trú của từng người lao động trong đơn vị để phối hợp với các đơn vị địa phương trong việc truy vết, cách ly khi có dịch xảy ra, hoàn thành trước ngày 5 tháng 6 năm 2021. 4. Ủy ban nhân dân các xã phường chỉ đạo các cơ sở dịch vụ ăn uống, các điểm dừng nghỉ, các phương tiện vận tải hành khách trên địa bàn phải thực hiện nghiêm các biện pháp rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn giữa khách hàng, không phục vụ từ 2 lượt xe trở lên tại cùng một thời điểm. Các cơ sở dịch vụ phải lưu giữ danh sách, biển số xe, ngày giờ, dừng nghỉ, điện thoại liên lạc của phương tiện đã dừng nghỉ và lưu trữ tối thiểu 21 ngày để phục vụ điều tra, truy vết các đối tượng có nguy cơ khi cần thiết. 5. Yêu cầu các thành viên hoàn thành trước ngày 3 tháng 6 năm 2021, COVID-19 thị xã tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nêu trên tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các xã phường thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý, phụ trách. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã, yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường, thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức nghiêm túc triển khai thực hiện, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch đã ký Mai Sĩ Lân. Công văn của Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn về việc thông báo tạm dừng hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ Tin học, Giáo dục Kỹ năng sống, Tư vấn Du học để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện công văn số 1392 ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo tạm dừng hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ Tin học, Giáo dục Kỹ năng sống, Tư vấn Du học để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn triển khai một số yêu cầu sau đây. 1. Tạm dừng hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ tin học, các đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Các đơn vị kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn thị xã để phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ ngày 26 tháng 5 năm 2021 đến khi có thông báo hoạt động trở lại. 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường chỉ đạo thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin về việc tạm dừng hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ tin học, các đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa,
các đơn vị kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn thị xã Nghi Sơn tới tất cả người dân được biết để cùng phối hợp thực hiện, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện của các trung tâm, kịp thời xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định. 3. Trưởng phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo hiệu trưởng các trường học, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thông tin và khuyến cáo tới tất cả các bậc phụ huynh và học sinh không tham gia các hoạt động tại trung tâm. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường, trưởng phòng giáo dục và đào tạo, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, giám đốc trung tâm ngoại ngữ tin học, các đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, các đơn vị kinh doanh dịch vụ tư vấn du học và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc kịp thời các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, báo cáo về Ủy ban Nhân dân thị xã qua Phòng Giáo dục và Đào tạo để phối hợp giải quyết. Ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch đã ký, Mai Sĩ Lân. Thưa quý vị và các bạn, COVID-19 lây lan chủ yếu từ người sang người qua các giọt bắn từ đường hô hấp. Các giọt bắn này bay vào không khí khi chúng ta ho, hắt hơi, trò chuyện, la hét hoặc ca hát. Sau đó, những giọt bắn này có thể rơi vào miệng hoặc mũi của những người ở gần. Tuy nhiên, khẩu trang chỉ có thể phát huy tối đa hiệu quả bảo vệ bạn và cộng đồng trước COVID-19 khi được sử dụng đúng cách. Dưới đây là 6 bước đơn giản giúp bạn có thể thực hiện được điều này. Bước 1. Gấp đôi khẩu trang theo chiều ngang. Bước 2. Thắt một nút ở mỗi bên dây đeo, sao cho phần nút thắt càng gần mép khẩu trang càng tốt. Bước 3. Gấp và đưa phần vải ở 2 mép vào phía trong khẩu trang. Bước 4. Giữ khẩu trang ngang mặt và đẩy phần dây mũi, sao cho vừa với khuôn mặt. Bước 5. Đeo dây vào hai tai như bình thường để cố định vị trí khẩu trang. Bước 6. Kiểm tra xem còn khoảng trống nào xung quanh gần mũi và má hay không. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến rất phức tạp. Dù chúng ta đã có vaccine phòng bệnh, nhưng tỷ lệ người dân được tiêm ở Việt Nam hiện nay vẫn là rất nhỏ. Vì thế, tăng cường các biện pháp phòng chống theo khuyến cáo 5K của ngành y tế vẫn phải là biện pháp quan trọng nhất lúc này. Thế nhưng, với những gì diễn ra thời gian qua cho thấy, bên cạnh đa số người dân chấp hành nghiêm, thì vẫn còn một bộ phận chưa thực hiện, thậm chí không hợp tác khi có yêu cầu từ phía chính quyền và cơ quan chức năng. Thái độ hành vi ấy không chỉ bị lên án mà còn cần nghiêm trị để làm gương. Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 và Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đã quy định mức phạt rất nặng lên đến 20 triệu đồng. Các trường hợp vi phạm đến mức nghiêm trọng còn bị xem xét trách nhiệm hình sự. Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại vào cuối tháng 4 năm 2021, bên cạnh các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa cũng đã ban hành nhiều văn bản đưa ra những yêu cầu nghiêm túc và rất nghiêm khắc. Thực hiện yêu cầu này, từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến nay, Thanh Hóa đã xử phạt 264 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 với tổng số tiền phạt gần 400 triệu đồng. Tuy nhiên, số vụ phạt được cho là chưa cao so với tình trạng vi phạm trên thực tế. Việc phạt cũng chỉ mới chủ yếu tập trung ở đô thị và một số huyện. Vẫn còn những địa phương lơ là, cá nhân cố tình vi phạm, thậm chí chống đối, không hợp tác khi có yêu cầu từ lực lượng chức năng. Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã phải thực hiện biện pháp cấp bách nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra diện rộng bằng việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời phạt nặng một số cá nhân vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh, đồng thời xem xét trách nhiệm tập thể cá nhân đối với các cấp ủy, chính quyền liên quan đến sự việc, được dư luận đánh giá là việc làm vô cùng cần thiết nhằm giữ nghiêm pháp luật, ngăn chặn vết dầu loang. Để nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới, đòi hỏi phải có sự đồng bộ quyết liệt hơn nữa của các cấp ủy chính quyền, nhất là chính quyền xã phường thị trấn,
trong việc nắm tình hình, phát hiện kịp thời người đi và đến địa phương, việc khai báo y tế, giám sát cách ly. Trường hợp cần thiết thì tiếp tục xử phạt nghiêm với những tập thể cá nhân vi phạm. Cao hơn nữa là xem xét đề nghị điều tra, truy tố. Có như thế mới không để vết sầu bệnh dịch loang rộng hơn nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.